Chào tất cả bà con nhé. Chào mừng bà con đã quay lại với kênh YouTube của công ty Postcom. Hôm nay theo yêu cầu của rất là nhiều anh chị muốn bên mình lên cái mẫu đôn bàn và chậu cỡ lớn để phục vụ cho những cây dòng cây bonsai cỡ lớn ha. Đây thì hiện tại đôn bàn, cái mẫu đôn sử dụng thông dụng nhất hiện nay từ Nam ra Bắc là cái mẫu này. Mẫu này thì nó có 3 màu gì ha, thường thường là có màu vàng này và màu xanh tím với màu ngọc bích nữa. Nhưng nay trong kho thì hiện tại đang còn màu vàng này, thì quay màu vàng lên cho bà con xem ha. Mẫu đôn bàn này thì cao 60 mặt 50. Nói chung mẫu đôn bàn này thì được quan tâm nhiều cũng đúng thôi, tại vì nó có thể kê được những cái chậu cây cỡ lớn, và thậm chí nếu như mà để những cái chậu nhỏ lên thì nó cũng rất là dễ nhìn, chứ không phải như những cái mẫu đôn khác ha. Đây, còn có chỗ thì người ta còn dùng làm bàn trà nữa, mua đôn lùn 5-6 cái đôn lùn về, còn cái đôn bàn này thì làm bàn trà, nói chung là rất là nhiều công dụng. Mà mỹ quan bên ngoài rất là đẹp bà con ha. Đây, họa tiết vẽ men rất là kỹ càng bà con ha. Đấy, một mẫu đôn như thế này, đẳng cấp như thế này mà giá chỉ trên 2 triệu thôi, 2 triệu mấy thôi bà con ha. Rất là nhẹ nhàng. Đấy, mẫu đôn này cũng rất là dày nặng, kê được những cái chậu cây cỡ lớn. Mỹ quan bên ngoài lại đẹp mà giá cả thì cực kỳ hợp lý. Nói chung là hiện tại bên tổng đại lý của công ty mình thì hàng của lò này là giá êm ái nhất, mà chất lượng thì không kém gì những cái lò gốm nổi tiếng như là gốm Hoàng hoặc là gốm Nguyên Phát ha. Đây, chỉ so sánh đơn giản, ví dụ như cái chậu này là chậu của bên anh Hoàng này, chậu gốm Hoàng này. Đương nhiên chậu anh Hoàng thì đồ chất lượng thì khỏi phải bàn thôi, nhưng đắp nổi thì tinh xảo từng chi tiết một của bên Hoàng này. Khi nào chậu bát tiên là đắp rất là kỹ càng, rất có hồn ha. Đây, nhưng mà cái chậu này thì nó hơn 5 triệu lận, cái này 5,2 triệu. Nếu phí ship phí xiết rồi này thì phải rơi vào tầm 5,5 triệu mới tới tay bà con. Một cái chậu này lọt lòng 65, phụ bì 77 ha. Còn bên này là một cái chậu của lò gốm Đồng Nai, lò Minh Tâm. Thì đây, cái này thì chậu này là 63, lọt lòng 63, hay là phụ bì ấy chị nhỉ, để em coi này. Chậu này hình như là phụ bì 63, để em đo cho bà con coi luôn ha, trực tiếp cho bà con coi. Phụ bì 63, lòng thì 54, đấy, sâu thì 26. Thì cái chậu này có 2,7 à, 2,8 à. Đấy, có bằng nửa giá cái chậu bên này, thì đương nhiên nó nhỏ hơn xíu. Nhưng nếu mà chậu của bên lò này mà bằng cái chậu bên này á, kích cỡ bằng chậu bên này thì nó rơi vào tầm khoảng 3 triệu mấy, gần 4 triệu thôi. Nó đỡ đi khoảng tầm 30% ha. Và mỹ quan bên ngoài thì cũng tương đương nhau. Đương nhiên hàng tên tuổi chưa lớn thì không thể so sánh với hàng của anh Hoàng được, cái đó là rõ ràng rồi. Đấy, riêng cái mẫu đôn bàn thì mình thấy giá cả cực kỳ hợp lý luôn. Thường thường mà đôn bàn này mà những cái lò gốm khác thì nó rơi vào tầm giá có chỗ bán 5 triệu, 6 triệu, thậm chí 7 triệu cũng có. Nhưng mà đôn của lò này thì chỉ có 2 triệu mấy thôi. Đẹp và chất ha. Nên bà con có nhu cầu mua đôn này thì cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại của công ty để trên video. Zalo công ty dùng số đó luôn bà con ha. Đấy, video ngày hôm nay thì chủ yếu là quay cho bà con xem cái mẫu đôn này thôi. Nên đến đây là kết thúc. Chào tất cả bà con.